Benzindoprin được chỉ định cho bệnh nhân tăng huyết áp, suy tim sung huyết và bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, đau thắt ngực ổn định. Chào mừng bạn đến với Thuốc Tây TV, kênh chia sẻ thông tin về thuốc. Tiếp tục với chủ đề thuốc huyết áp, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về thuốc Benzindoprin. Tên biệt dược: Covaxin 8mg. Thuốc biệt dược mới: Abicosin 2, Abicosin 4, Abicosin Plus 4/1.25, Abicosin Plus 8/2.5, Prosenza 10mg, Prosenza 5mg. Thành phần: Benzindoprin tert-butylamin. Dạng thuốc và hàm lượng: viên nén 2mg, 4mg, 8mg. Dạng: Benzindoprin albumin. Viên bao phim 2.5mg, 5mg, 10mg. Dạng: Benzindoprin arginine. Cơ chế hoạt động của thuốc: Benzindoprin là một loại thuốc ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin được sử dụng để điều trị tăng huyết áp, đột quỵ, đau tim và các vấn đề về thận. Thuốc này thuộc nhóm thuốc kháng men chuyển angiotensin (ACE), hoạt động bằng cách làm giãn các mạch máu để việc lưu thông máu trở nên dễ dàng hơn. Điều này làm giảm huyết áp bằng cách giảm sức cản ngoại vi toàn thân mà không tác động đến tần số tim. Benzindoprin tác động thông qua chất chuyển hóa benzindoprilat biến đổi angiotensin 1 thành angiotensin 2 là chất co mạch mạnh và thúc đẩy tế bào cơ trơn mạch máu và cơ tim tăng trưởng, đồng thời tăng cường giãn mạch. Thuốc có thể giãn cả động mạch và tĩnh mạch. Hiệu lực của thuốc kéo dài trong 24 giờ và không gây tăng huyết áp khi ngừng sử dụng. Thuốc Benzindoprin cũng giúp giảm phì đại thất trái và tình trạng thừa collagen dưới nội tâm mạc ở bệnh nhân suy tim sung huyết. Đối với bệnh nhân mắc tim thiếu máu cục bộ mãn tính, Benzindoprin đã được thử nghiệm và giảm nguy cơ gặp các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Benzindoprin được chỉ định cho bệnh nhân tăng huyết áp, suy tim sung huyết và bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, đau thắt ngực ổn định. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp mà việc sử dụng thuốc này không được khuyến nghị, bao gồm những người có mẫn cảm với Benzindoprin, tiền sử phù mạch liên quan đến việc sử dụng thuốc ức chế men chuyển, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Khi sử dụng thuốc Benzindoprin, bạn nên uống thuốc vào buổi sáng trước bữa ăn để tối ưu hóa hấp thu. Liều lượng thông thường là 5mg uống ở dạng muối albumin hoặc arginine. Tuy nhiên, liều lượng và cách dùng cụ thể phải được tuân theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhà sản xuất. Bên cạnh tác dụng đặc trưng của thuốc Benzindoprin, cũng có một số tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc này. Một số tác dụng phụ thường gặp bao gồm mệt mỏi, ho hoặc khó thở, chóng mặt, nhức đầu và tăng mức kali trong máu. Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào khi sử dụng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể và có biện pháp giảm tác dụng phụ. Trong quá trình sử dụng thuốc Benzindoprin, cần lưu ý một số điểm quan trọng. Đầu tiên, không ngừng dùng thuốc một cách đột ngột mà phải tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, tránh sử dụng thuốc Benzindoprin khi mang thai hoặc cho con bú, trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Cuối cùng, nhớ báo cho bác sĩ về bất kỳ thuốc, thảo dược và các chế phẩm bổ sung nào bạn đang sử dụng để tránh tương tác không mong muốn. Thông qua việc cung cấp những thông tin trên, các bạn đã hiểu rõ hơn về tác dụng và liều lượng của thuốc Benzindoprin, cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc này. Hy vọng rằng video này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thuốc Benzindoprin. Lưu ý, thông tin nêu trên không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Hãy luôn tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và tìm hiểu thêm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của việc sử dụng thuốc. Đừng ngại hỏi bác sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào liên quan đến việc sử dụng thuốc Benzindoprin. Video của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Thuốc Tây TV để cập nhật thêm thông tin hữu ích khác. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin kính chào và tạm biệt.